Ok, hai mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh review tôi ha. Như trên màn hình thì các bạn thấy mình đang chơi game Dead Rise nha. Một cái loại game mini. Số nước có bắn được không ta? Ok, bắn bình thường. Mình sẽ đi theo em được ha. Thường những cái game kia là chúng ta phải đi về phía phải màn hình ha, là tới còn cái game này bây giờ phía trái khi bắt đầu game. Game chơi rất là mượt mà trên con console 32GB nha các bạn nha. Thể loại đi cảnh ha. Nhân vật cốt truyện chính của game phù thủy bắn lửa được ha. Ngoài này cắn ghê quá. À, có phép khác nữa các bạn này. Đó, chúng ta đánh càng mạnh đi. Sẽ có thêm nhiều skill ha. Còn skill, 2 skill nó chưa mở. Cái skill số 15, I-15 là bắn đạn liên tục nè các bạn này. 20 nè. Mưa mở vòng tròn không chạy đụng vào. Khi các bạn thấy quái nó tới gần mình thì nhớ sử dụng skill 20 nha, đẩy đẩy nó ra. Đồ giày gì đây? Xem một bóp à. Tôi gọi game đi cảnh khá là hay đó các bạn. Cút đi. Ok, thì sau khi chết thì chúng ta bắt buộc phải xem quảng cáo thì mới được chơi tiếp nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái tên game trên Shark Play cho các bạn ha. Okay. Dead Rise Pixel Classic Action RPG nha. Tựa game rất là hay nha các bạn nha. Ok, thì cái phần chia sẻ game mini Dead Rise trên smartphone Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm ủng hộ kênh ha. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.